bảy năm rồi, 47 năm rồi. Em khát nước lắm anh én ơi, 47 năm đủ càng. Em thèm đi trên con đê nhỏ, anh én ơi cho em về được tắm ao quê. Đấy, Ngẫu Hứng tôi sáng tác cho Rách, hát thay cho lòng Rách. Rách nhỉ? À, hay không? Quý vị thấy hay không? 47 năm rồi, em ở Cali, có cà có ly mà không có nước. Anh én ơi cho em xin một ngụm được không anh? Em nhớ quê, nhớ con đê nhỏ quê em Hà Đông. Rách nhà, rách quê Hà Đông mà, ao hồ lụa Hà Đông. Em nhớ quê 47 năm rồi, anh em ơi, em thèm được ăn cốm làng vòng. Mà xứ trời Tây em đâu được ăn, em chỉ có bơ thừa và sữa cặn thôi. Anh em ơi, quê em áo lụa Hà Đông. 47 năm rồi em đi theo Chúa em vào Nam, rồi em đi sang Cali, rồi em ở lại Cali. Nơi Cali em chỉ có bố, nơi Cali em chỉ có bố. Nơi Cali, 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 em chỉ có ca, em chỉ có ly, anh em ơi. Hay không? Rách hay không? Đấy, xin chào cụ Phùng Xuân Lý. Nghệ sĩ đôi khi đó là thế đó. Đấy. Rách ơi, Rách hãy nhớ này, vua Hùng là nguồn cội của dân tộc ta. Em sang Cali, em đừng có quên. Em sang Cali, em đừng có quên. Nơi chôn rau cắt rốn của mình, Rách ơi. Quê lụa nhớ Rách, Rách nhớ quê lụa năm không. Thế hai ông Rách, tôi sáng tác bài Nguyện Cầu. À, thì tôi nguyện cầu mừng ngày, à, mừng ngày Chúa sinh ra đời. À, mừng ngày Chúa sinh ra đời. Đấy, đúng không? Đêm Noel, mưa thật nhiều đi nhé. Đêm Noel, mưa thật nhiều đi nhé. Để chúng nó đỡ ra ngoài, để chúng nó đỡ ra ngoài, được không? Nói thì thôi, Noel cũng vui mà, có gì đâu. Rách thấy hay không? Trong một buổi chiều hoàng hôn tại California, đúng không? Khi mà hoàng hôn buông xuống, thì đó chính là nỗi buồn của Rách. 47 năm đã trôi qua, nỗi nhớ quê hương vẫn đau đáu trong lòng. Đất bạc màu và vai áo em bạc thêm. Cụ Mão à, cụ Mão vừa vào sớm tí, em vừa mới sáng tác được một bài cho Rách mà bây giờ em bảo em hát lại em không nhớ. Em chào chị Ngọ, em vừa mới sáng tác cho Rách bài mà bây giờ bảo hát lại không biết có nhớ không. 47 năm rồi em ở Cali, nơi Cali em chỉ có ca, em chỉ có ly. Anh én ơi, anh én ơi, em khát nước nó lắm rồi. Anh cho em được về quê em Hà Tây, quê lụa, quê em ở Hà Đông, áo lụa Hà Đông.
mong manh bay trong gió đông. Em nhớ quê em Hà Đông, anh em ơi 47 năm rồi em chưa được về, úp mặt vào hồ sông quê. Anh em ơi cho em về, em đường được đi trên con đê sông đáy quê em. Rách ơi tao thương mày lắm, rách ơi tao thương mày lắm, rách ơi. Dẫu sao tôi với bạn cũng là dòng máu, máu đỏ da vàng, mà bạn lại đi bờ đít tây, bạn mang quê hương không có lương tâm. Bây giờ bạn hãy thức tỉnh đi. Ok, thank you ạ. Rất lịch sự nhá. Rex là một người bạn rất lịch sự với cả em bạn, đúng không? 47 năm rồi em chỉ có ca, em chỉ có ly mà không có nước. Anh em ơi cho em xin một ít nước anh ơi, em thèm em khát lắm rồi anh ơi. Hay không ạ? Quý vị thấy hay không ạ? Lần đầu tiên em ngồi ngẫu hứng ở một cái quán cà phê sân vườn tại thành phố Hồ Chí Minh với một cái không gian rất là tĩnh lặng và vui như thế này, bằng cái gọi là tình yêu con người với con người, nhất là cùng với máu đỏ da vàng, thì thực sự là mong Rách thay đổi về tư tưởng và mong Rách rằng chịu khó vào kênh của Én Bạc và một số kênh của người Việt Nam yêu nước để mà học hỏi về văn hóa giá trị con người của Việt Nam. Chị Ngọ Trần thấy hay không? Đấy. Tôi chưa viết tặng cho ai đâu, Rách ạ, kể cả đến người yêu tôi chưa viết tặng cho một ca khúc nào đâu.